Doanh nhân Vũ Minh Châu, một doanh nhân thành đạt không chỉ trong lĩnh vực kinh doanh vàng bạc đá quý với thương hiệu Bảo Tín Minh Châu nổi danh khắp cả nước, mà vị doanh nhân này còn nổi danh với việc luôn khai thác thực phẩm sạch để chia sẻ với nhiều người. Trong đó, gia đình, người thân, bạn bè cùng cộng sự, nhân viên và đối tác là những người thường xuyên được nhận sự sẻ chia của ông. Thật tuyệt vời khi chúng tôi được chứng kiến những sản vật quý hay những đồ dùng tiện ích, những thực phẩm sạch với tiêu chí ngon lành, bổ rẻ được ông vui mừng biếu tặng người thân, cộng sự. Với trí tuệ uyên bác cộng với sự nhiệt huyết của mình, ông luôn tìm ra cách sử dụng và công dụng của những sản phẩm một cách tốt nhất, thông minh nhất nhưng vẫn đảm bảo tính khoa học trong từng sản phẩm. Bởi lẽ, ông luôn trăn trở, đau đáu trong mình về việc chăm lo sức khỏe cho mọi người. Ông hiểu vấn đề thực phẩm bẩn đe dọa trực tiếp đến sức khỏe con người đang là vấn nạn của xã hội hiện nay. Theo thống kê của các chuyên gia hàng đầu về ung bướu chia sẻ tại Hội thảo Quốc gia phòng chống ung thư diễn ra tại Hà Nội, thì mỗi ngày trung bình có khoảng 315 người chết vì ung thư. Đây là thông tin được WHO xếp Việt Nam trong top 2 của bản đồ ung thư thế giới. Hơn nữa, trên thực tế, nhiều người dân đang phải sử dụng rất nhiều sản phẩm bẩn, không rõ nguồn gốc, tiềm ẩn nhiều nguy cơ bệnh tật do nhiều người kinh doanh bất chấp lợi nhuận mà phun thuốc trừ sâu lên rau, cho ăn cám tăng trọng, thậm chí còn tiêm hormone lên lợn gà. Đặc biệt hiện nay, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng ngày càng tràn lan trên thị trường, khiến nhiều người không biết đâu mà lựa chọn sản phẩm sạch, thực phẩm sạch cho bản thân và gia đình. Vì thế, việc khai thác và sử dụng thực phẩm sạch được ông ưu tiên hàng đầu trong những việc ông quan tâm hiện nay. Chẳng những thế, trong ngôi biệt thự của ông luôn đầy ắp thực phẩm sạch được bảo quản trong những chiếc tủ chuyên dụng cỡ lớn. Ông còn dành cả một phòng rộng mới chứa hết những bình rượu thuốc bổ do chính tay ông ngâm. Với một người luôn luôn quan niệm giữ sức khỏe hơn giữ vàng, và uống rượu luôn phải chọn lọc những rượu tốt, rượu bổ, rượu quý, là rượu ta chứ không phải rượu Tây, để uống thì mới có sức khỏe. Vì thế, ông mới có bài thơ khuyên chọn rượu ta. Dân ta nên uống rượu ta, rượu Tây khéo giả uống vào ung thư. Rượu ta ngâm thuốc chất lừ, uống mà đúng cách khỏe dư sức người. Ý tứ của câu thơ cũng đã nói lên được sự quan tâm của ông tới sức khỏe đến nhường nào. Quả thật là những chia sẻ này càng làm chúng tôi thêm nể phục con người ông, vị Tổng Giám đốc đáng kính, luôn sẵn sàng tìm tòi, khai thác và chia sẻ với mọi người những sản phẩm sạch trên khắp vùng miền đất nước. Điều đang nói ở đây chính là sự thấu hiểu đến từng cán bộ nhân viên, luôn dặn dò nhân viên của mình. Có sức khỏe thì mới làm việc hiệu quả, nên mỗi người phải biết yêu quý bản thân mình. Mà yêu quý là phải biết chăm sóc bản thân. Sử dụng thực phẩm tốt cho sức khỏe là cách chăm sóc bản thân tuyệt vời nhất. Ngoài ra, trong các tủ bếp của công ty luôn sẵn sàng những món ăn có hương vị thơm ngon đặc trưng của từng vùng miền. Cá biển, nước mắm cốt cá nhân, rau tươi sạch, giá đỗ tự làm, thịt lợn đen Yên Bái, gạo nếp Tú Lệ, các loại trái cây. Đây là những thực phẩm cung cấp chất bổ dưỡng mỗi ngày cho các thành viên và gia đình cán bộ nhân viên Bảo Tín Minh Châu. Điều đặc biệt, cứ vào mỗi buổi chiều, cán bộ nhân viên trong công ty được dùng bữa ăn phụ. Những món ăn thuần Việt, ngon lành, sạch, giàu dinh dưỡng hoàn toàn được các đầu bếp chuyên nghiệp của công ty chế biến theo chỉ đạo của Tổng Giám đốc Vũ Minh Châu như bánh dinh dưỡng hải sản, cháo dinh dưỡng, sữa ngô, sữa đậu nành, nước hoa quả tổng hợp, trái cây tươi sẽ được chuyển đến tận tay từng cán bộ nhân viên. Không chỉ dừng lại ở đó, anh tâm niệm, người giàu được tính bằng giá trị cuộc sống dành cho bản thân, người thân và cộng đồng. Vì thế, anh luôn quan tâm đến phụ mẫu song thân, phu phụ tử của tất cả các thành viên trong công ty. Mỗi sản phẩm đều được Tổng Giám đốc dành hết tâm tư, tình cảm để lựa chọn. Việc lựa chọn thực phẩm ngon, sạch, an toàn của Tổng Giám đốc Vũ Minh Châu đã mang đến niềm vui cho rất nhiều gia đình cán bộ nhân viên. Vì thế, các nhân viên đều mong muốn được sử dụng các sản phẩm do ông khai thác hoặc chỉ đạo tìm kiếm.